Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin sức khỏe được phát sóng đều đặn hàng tuần trên các kênh chính thức của Trung tâm VMC Việt Nam. Và sau đây sẽ là các điểm tin chính được giới thiệu trong ngày hôm nay. Hà Nội thí điểm cách ly F1 tại nhà và cách tăng cường hệ miễn dịch một cách chủ động. Tỷ lệ trẻ nhỏ và người lớn tuổi nhập viện do vấn đề hô hấp tăng cao. Biện pháp bảo vệ sức khỏe ở thời điểm giao mùa. Tỷ lệ vô sinh tại Việt Nam có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây. Người trẻ cần phải làm gì? Và cuối cùng là chuyên mục chăm sóc sức khỏe chủ động của Trung tâm VMC Việt Nam. Giá trị dinh dưỡng của tỏi trong mâm cơm gia đình Việt Nam. Và sau đây là nội dung chi tiết. Bí thư Hà Nội yêu cầu thí điểm cách ly F1 tại nhà. Trao đổi với báo chí, ông Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, thành phố phải triển khai ngay thí điểm cách ly F1 tại nhà, điều trị F0 thể nhẹ và không triệu chứng tại y tế cơ sở trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Cụ thể, Bí thư Thành ủy Hà Nội dự báo, thời gian tới số ca F0 sẽ còn tăng mạnh, đồng thời tâm lý chủ quan của người dân ngày càng phổ biến. Nhiều người dân chưa thực hiện nghiêm 5K, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ, chợ dân sinh chưa chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch khi không yêu cầu khách quét mã QR, thậm chí có cơ sở còn hoạt động trái phép. Theo Bí thư Hà Nội, quá trình thực hiện phải đảm bảo thống nhất, bài bản, khoa học, hiệu quả, đồng thời phải có cơ chế để tiếp tục cách ly tập trung F1 đối với những trường hợp không đủ điều kiện cách ly tại nhà hoặc cách ly tại khách sạn nếu như người dân có nguyện vọng. Ngoài ra, các đơn vị liên quan phải tăng cường thiết lập các trạm y tế lưu động, bố trí ở nơi nguy cơ cao, nhu cầu lớn, nơi y tế cơ sở còn hạn chế. Ông Đinh Tiến Dũng yêu cầu Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo kích hoạt phương án nâng cao số giường bệnh, chuẩn bị ở tất cả các cấp. Trước tiên là cấp thành phố, tiếp đến ở các quận, huyện, xã, phường, thị trấn, phối hợp huy động với các bệnh viện trung ương, bệnh viện thuộc các bộ, ngành, y tế tư nhân cùng tham gia vào phương án chuẩn bị. Đối với mỗi người dân chúng ta, trong thời điểm phức tạp này cần tuân thủ nghiêm ngặt 5K, hạn chế ra ngoài nếu như không thực sự cần thiết. Đồng thời, cũng cần phải chuẩn bị cho mình một sức khỏe tốt nhất, một hệ miễn dịch khỏe mạnh để có thể chống lại mọi yếu tố gây hại. Chúng ta sẽ có các cách để tăng cường hệ miễn dịch như tập luyện thể dục thể thao đều đặn, ăn uống đa dạng thực phẩm và đầy đủ dưỡng chất, cân bằng giữa hoạt động và nghỉ ngơi hợp lý, kiểm soát căng thẳng và giữ tinh thần luôn tích cực. Ngoài ra, chúng ta có thể chủ động nâng cao hệ miễn dịch của mình bằng cách tác động vào một số huyệt vị rất tốt cho cơ thể như huyệt túc tam lý nằm ở dưới cẳng chân, hay có thể xoa sát bàn chân kết hợp với huyệt dũng tuyền. Hãy cùng nhau kiên trì thay đổi chế độ sinh hoạt, tập luyện hàng ngày, như vậy sẽ giúp bạn luôn có một sức khỏe tốt nhất. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, thời tiết chuyển mùa, hàng loạt các vấn đề liên quan đến hệ hô hấp như viêm phổi, viêm phế quản, cúm trở nên nặng và bùng phát trong cộng đồng, ghi nhận từ nhiều bệnh viện lớn trên khắp cả nước. Khoảng hơn một tuần nay, lượng trẻ em, người lớn, người già nhập viện do các vấn đề về đường hô hấp tăng cao, xuất phát từ vài triệu chứng như sốt, nghẹt mũi, chảy nước mũi, hắt hơi, đau rát họng, ho, mệt mỏi, đau đầu. Nên nhiều người thường chủ quan với viêm đường hô hấp trên vì nghĩ rằng chỉ là bệnh vặt. Phần lớn người gặp phải tự ý mua thuốc, tự uống và nhập viện thăm khám khi tình trạng đã nặng hơn. Bác sĩ chuyên khoa 1 Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng VNVC cho biết, không chỉ các bệnh lý hô hấp, ngay cả khi bị COVID-19 tấn công, phổi là cơ quan đầu tiên chịu sự tác động và bị tổn thương nặng nề nhất. Phần lớn người già, người mắc các bệnh mãn tính nếu đồng nhiễm COVID-19 và các bệnh lý về hô hấp sẽ khiến cho tình trạng sức khỏe ngày càng trầm trọng hơn. Vậy chúng ta nên làm gì để đối phó với thời tiết giao mùa này? Theo y học cổ truyền, mùa đông khí trời thu tàng, không phát dương, muôn vật cũng phải theo đó mà giữ gìn thân thể. Chúng ta nên tránh nơi rét, tới nơi ấm, ngủ sớm, dậy muộn, đợi đến khi mặt trời mọc mới đi ra ngoài. Vào trong nhà trước khi trời đã tối, theo đó thì những vấn đề cụ thể nên thực hiện là làm việc sinh hoạt nghỉ ngơi trong nhà, không nên đi ra ngoài nhiều, không nên hoạt động quá mức, không nên thức khuya dậy sớm, giữ ấm cho cơ thể, tránh tiếp xúc gió lạnh đột ngột, đặc biệt đối với người cao tuổi và trẻ nhỏ. Tắm gội xong, phải lau sấy khô đầu tóc và toàn bộ thân thể. Ngoài ra, 2-3 lần mỗi tuần, chúng ta có thể ngâm chân nước nóng tại nhà để tăng cường lưu thông khí huyết trong cơ thể như sau. Đầu tiên, chúng ta chuẩn bị một chậu nước sôi khoảng 40 độ, có pha chút muối và gừng, lượng nước xâm xấp hai bàn chân. Thời điểm ngâm chân tốt nhất là vào buổi tối trước khi đi ngủ. Cho chân vào ngâm từ 10 đến 15 phút, có thể thêm nước nóng để duy trì nhiệt độ. Sau đó chúng ta lau khô chân, đi tất sạch và đi ngủ luôn.
Phương pháp này sẽ giúp hành khí hoạt huyết, làm ấm thận, tăng cường sức đề kháng và chống rét, giải cảm lạnh, trừ thấp khớp và lưu thông khí huyết. Kính thưa quý vị, tỷ lệ vô sinh tại Việt Nam có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây. Người trẻ chúng ta cần phải làm gì? Theo số liệu thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, tỷ lệ vô sinh tại Việt Nam ngày càng gia tăng và có xu hướng trẻ hóa. Nguy hiểm hơn là có đến hơn nửa số ca bị vô sinh ở dưới độ tuổi 30. Ở nước ta, ước tính có khoảng 1 triệu cặp vợ chồng bị vô sinh hiếm muộn, trong đó có đến 50% các cặp vợ chồng dưới 30 tuổi. Tỷ lệ vô sinh của các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ là khoảng 7,7%. Theo thống kê của Bộ Y tế, có khoảng 40% vô sinh do người chồng hoặc 40% vô sinh do người vợ, 10% là do cả hai và 10% vô sinh không rõ nguyên nhân. Độ tuổi bị vô sinh hiếm muộn ngày càng trẻ hóa mang đến những lo ngại cho nhiều cặp đôi trẻ hiện nay. Tình trạng này không những khiến các cặp vợ chồng mất đi khả năng sinh sản, thiên chức làm cha mẹ thiêng liêng mà còn ảnh hưởng rất lớn đến tình cảm, hạnh phúc gia đình. Là người trẻ, ngay từ bây giờ chúng ta cần có một lối sống khoa học, không lạm dụng rượu bia, thuốc lá, đồ uống có cồn hay các chất kích thích, thường xuyên tập luyện thể dục, thể thao để có một sức khỏe tốt nhất, thực hiện đời sống tình dục lành mạnh, an toàn, bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng, hạn chế việc thường xuyên tiếp xúc với môi trường độc hại, ô nhiễm. Chúng ta nên đi khám sức khỏe định kỳ hoặc nhận thấy cơ thể có những dấu hiệu bất thường. Và sau đây, kính mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Sống khỏe chủ động cùng Trung tâm VMC Việt Nam. Kính thưa quý vị, tỏi là gia vị cũng như vị thuốc dân gian giúp nâng cao sức khỏe và sức đề kháng của cơ thể, rất thích hợp cho người cao tuổi sử dụng thường xuyên. Trong tỏi chứa một thành phần hoạt tính là loại dầu bay hơi. Chất cay đặc trưng của tỏi được mệnh danh là vàng thực vật. Trong tỏi có hoạt tính kháng khuẩn mạnh, có tác dụng điều tiết mỡ máu, hạ huyết áp, chống xơ cứng động mạch, bảo vệ mạch máu ở tim, phòng chống tắc mạch máu. Các nghiên cứu cho thấy giá trị dinh dưỡng của tỏi còn cao hơn cả nhân sâm, được xếp hàng đầu trong các loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe cho người cao tuổi. Trong bữa ăn hàng ngày, chúng ta có thể sử dụng tỏi như một loại gia vị chế biến món ăn, hay cũng có thể ăn trực tiếp. Khi sử dụng tỏi làm gia vị, người ta thường phi thơm hoặc ướp với thịt trước khi xào nấu. Chúng ta cũng có thể băm nhuyễn tỏi cho vào nước chấm cùng với gia vị khác. Tuy có tác dụng tốt, nhưng nếu ăn nhiều một lúc, có thể kích thích niêm mạc dạ dày ở những người bị viêm loét. Vậy thế nên, chúng ta chỉ nên ăn khoảng từ 3 đến 5 gram cho mỗi bữa ăn hàng ngày thôi quý vị nhé. Và những thông tin trên cũng đã khép lại bản tin sức khỏe của Trung tâm VMC chúng tôi. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Và để hỗ trợ tốt nhất, nếu như có bất kỳ thắc mắc nào, quý vị đừng ngần ngại mà hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi 0966 000 643 hoặc liên hệ qua website vmcvietnam.org. Quý vị hãy ấn đăng ký và theo dõi các kênh của Trung tâm VMC để cập nhật các bản tin sức khỏe tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại!